giang hồ cụm cán đất cảng bao cả nhà hàng để ăn chơi. Trước khi sát hại hàng xóm cũ cố thủ trong nhà bạn, Trần Xuân Hùng, tức Hùng Dơi, sinh năm 1960, ngụ ở ngõ 103 đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, Hải Phòng, không chỉ bao lần gây thù chuốc oán với giang hồ đất cảng, mà còn là nỗi khiếp đảm ngay cả đối với vợ con mình và nhiều người dân lương thiện khác. Giang hồ cộm cán được đám lưu manh gán cho cái tên là Hùng Dơi cũng bởi Trần Xuân Hùng thường hay lò mò những lúc đêm hôm, không chỉ thường xuyên tham gia những cuộc chơi bời trác tán thâu đêm, suốt sáng, mà khi bóng tối ập xuống cũng là thời điểm Trần Xuân Hùng ra tay, đột vòm hoặc tổ chức cướp giật trên đường phố. Sau khi trả giá bằng hai lần nhập kho vì tội trộm cắp và cướp tài sản, Hùng Dơi không trở lại với cuộc sống lương thiện mà lấy quãng đời tù tội của mình ra để lấy số. Hùng Dơi đã nhiều lần tổ chức cho đàn em thanh trừng các đối thủ, lập lãnh địa làm ăn riêng. Cũng từ đây số má của Hùng Dơi đổi nhanh chóng trong đám lưu manh đất cảng. Đến đầu những năm 1990, Hùng Dơi gia nhập hợp tác xã bốc xếp tự lực tại khu vực Bến Bính, tham gia với vai trò là xã viên, nhưng thực chất Hùng Dơi đã núp bóng hợp tác xã bốc xếp này để hoạt động bảo kê các hoạt động kinh doanh buôn bán của bà con ở khu vực này. Lúc bấy giờ thì nhiều người đã phải khốn đốn vì không chịu nộp tô hoặc có ý định chống lại công việc làm ăn của Hùng Dơi. Không chỉ bảo kê ở khu vực Bến Bính, Hùng Dơi còn móc nối với nhiều đối tượng hình sự cộm cán khác, tổ chức đòi nợ thuê, bảo kê nhiều nhà hàng, tụ điểm ăn chơi và bến bãi khác trong thành phố. Khi có tiền và có quyền hành cai trị đám lưu manh giang hồ, Hùng Dơi bắt đầu hống hách và ăn chơi tàn bạo. Trong bất cứ buổi tiệc tùng ăn chơi nào có sự góp mặt của Hùng Dơi, không thể thiếu ma túy và gái đẹp. Dân chơi Hải Phòng không thể quên, nhiều lần Hùng Dơi đứng ra tuyên bố bao trọn gói cả một nhà hàng hay quán bar chỉ để cho mình và đám đàn em gái đẹp ăn chơi thỏa thích. Chó cùng cắn dậu. Nhắc lại thời xưng vương xưng bá của Hùng Dơi, không chỉ đám lưu manh giang hồ cảm thấy uất ức vì thường xuyên bị hạ nhục, mà nhiều người dân lương thiện vẫn còn cảm thấy khiếp đảm. Thế nhưng với thói hống hách và ăn chơi tàn bạo, thời huy hoàng của Hùng Dơi nhanh chóng đi qua, Hùng Dơi còn lại chỉ là cái thân tàn với những cơn vật vã của ma túy hành hạ hàng ngày. Không còn tiền bạc, không còn đệ tử, Hùng ngập trong những cơn phê ma túy rồi quay sang hành hạ, đánh đập vợ con và cả người thân. Cũng chỉ vì hai đứa con nên vợ của Hùng Dơi là chị Đỗ Thị Dê đã phải sống chung với người chồng vũ phu bội bạc từ nhiều năm nay. Vậy nhưng Hùng chưa một lần nghĩ đến người vợ chung tình với mình mà thường ngày trả nghĩa bằng những trận đòn lên bờ xuống ruộng. Cách đây vừa tròn một năm, vào cuối tháng 1 năm 2014, khi bị chồng đánh đập, chị Dê đã phản ứng lại. Hùng rút con dao luân thủ bên mình, đâm thương tích làm giảm 8% sức lao động. Ngay sau đó thì dù chẳng thù hằn gì, Hùng đùng đùng xách can xăng sang nhà bà Nguyễn Thị Hát ở nhà bên cạnh, ngõ 103 Hai Bà Trưng, đổ vào cửa châm lửa đốt làm cháy gần như toàn bộ vật dụng trong nhà. Sau khi gây ra hai vụ việc trên, Hùng bỏ trốn. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Lê Chân đã truy nã Trần Xuân Hùng về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Trong thời gian lẩn trốn, Hùng giạt về nhà của người tình là Vũ Thị N, hiện ở phường Dư Hàng Kênh, làm nơi ẩn náu và vẫn lén lút hoạt động đòi nợ thuê và phạm tội về ma túy. Cũng từ việc nợ nần tiền bạc mà Hùng có mâu thuẫn với anh Nguyễn Viết Đông, đến trưa ngày 12 tháng 2 vừa qua, ngay trước ngày ông Táo về trời, khi gặp nhau trước cửa nhà số 9/18/342, miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, hai bên đã xô xát. Anh Đông cầm kiếm trên tay, còn Hùng cầm dao lê đã xông vào nhau. Do yếu thế, Đông bỏ chạy thì bị Hùng cầm dao đuổi theo. Được một đoạn ngắn thì Hùng đuổi kịp và vung lê đâm chí mạng vào ngực khiến anh Đông tử vong. Sau khi sát hại người hàng xóm, Hùng mò đến nhà một bạn nghiện là Nguyễn Quốc Huy đang sống một mình ở 25/166 đường Chùa Hàng, phường Hồ Nam, ngay gần hiện trường vụ án để ẩn náu. Hơn 20 ngày kiên trì lần theo dấu vết của đối tượng, và đến ngày 3 tháng 3, trinh sát phát hiện ra nơi lẩn trốn của Hùng Dơi. Tuy nhiên, khi biết mình đã bị công an bao vây, Hùng Dơi lăm dao lê xông ra chống trả điên cuồng, rồi chạy ra khỏi nhà sang một ngôi nhà bên cạnh. Đáng chú ý, trong ngôi nhà Hùng Dơi đang ẩn náu có một cụ bà già yếu. Lực lượng truy bắt lao theo, quyết không để cho tên sát nhân giữ làm con tin.
bị truy đuổi quyết liệt. Hùng Dơi trốn vào gian nhà trong, chốt cửa lại rồi leo lên mái nhà, sau đó thoát sang một ngôi nhà khác cố thủ. Sau hơn một giờ kêu gọi và thuyết phục của lực lượng công an, Hùng Dơi biết không thể chạy thoát nên đã buông hung khí xin chịu. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.